Tối cường hệ thống chương 1095, tình huống có gì đó không đúng. Lâm Phàm, ta không giết ngươi thề không làm Phật. Lúc Lâm Phàm rời đi, chỉ nghe được tiếng trống giận dữ sau cùng của vị Lai vô lượng vương Phật, còn nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn cũng không rõ. Không nghĩ đến vị Lai vô lượng vương Phật lại theo đuôi phía sau, còn để mình bắt được cơ hội hãm hại một trận. Vị Lai vô lượng vương Phật tự tay chém giết Sinh Linh Nguyệt Ảnh Đại Lục, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Còn vị lại vô lương Phật kia kiểu gì trả ngụy biện cho bản thân, mà kết quả cuối cùng sẽ là cái gì, hắn thật không biết được, dù sao chuyện này sẽ không ai nghĩ đến việc nó có liên quan đến mình. Lúc này, Lâm Phàm xuất hiện ở trong hư không, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, thực sự quá thoải mái, vị lai vô lượng vương Phật thật ngu, ông đây hơi thi triển một tay, đã khiến cho người không chịu được, để xem ngươi làm sao mà thoát. Lần này giết hai chủ thần, ban đầu có 69 Hiện tại chỉ còn lại 67, phải tiếp tục không ngừng cố gắng, giết càng nhiều chủ thần, gia tăng thực lực bản thân lên, đến lúc đó còn chuyện gì mà mình không giải quyết được. Cho dù có, vậy giết thêm mấy tên chủ thần nữa là được. Lâm Phàm nhìn tình huống chung quanh, nơi này còn đang trong phạm vi chủ thần, nhìn thiên địa phương xa, nơi đó đang xảy ra tranh đấu kịch liệt. Ở xa như thế mà vẫn có thể cảm nhận được khí tức của nơi đó truyền lại. Khí tức này của vị Lai vô lượng vương Phật còn những khí kia còn lại chắc là của mấy vị chủ thần thực lực vị lai vô lượng vương phật tuy mạnh nhưng đối mặt nhiều chủ thần e rằng cũng phải nhượng bộ lui binh vừa lúc đó lâm phàm nghĩ đến một chuyện ai u con mẹ nó ta sao ngu ngốc vậy chứ bọn họ đánh nhau mình sao phải rời đi không núp trong bóng tối lặng lẽ đâm lén chứ lúc này lâm phàm mới phản ứng cơ hội tốt như vậy cứ như vậy không công bỏ mất chẳng phải hết sức đáng tiếc lâm phàm thấy nơi đó vẫn còn tiếp tục chiến đấu bây giờ hắn trở lại vẫn còn kịp tuy làm vậy rất nguy hiểm nhưng ông đây chính là ngư nhân khiêu vũ trên mũi đao mặc dù biết rất nguy hiểm nhưng thu hoạch lại rất lớn lâm phàm hơi suy nghĩ một chút quyết định trở lại không quay lại sẽ có lỗi với lương tâm sau đó hắn nhanh chóng trở về nhưng phải ổn định lại tất cả tiến nhập trạng thái ẩn thân che giấu hơi thở rồi trốn trong một vùng hư không vị lai vô lượng vương phật đang bị một đám chủ thần vây công thực lực những chủ thần này vô cùng mạnh mẽ mặc dù nếu một đối một cũng không phải đối thủ của vị lai vô lượng vương phật nhưng khi liên hợp cũng không phải bình thường coi như vương phật cũng không thể trấn áp bọn họ hơn nữa vương phật cũng không dám hạ sát chiêu vì hắn có quan hệ hợp tác cùng chủ thần nguyệt ảnh đại lục nếu như đánh nhau sống chết chỉ sợ mọi kế hoạch của hắn sẽ tan thành mây khói vị lai vô lượng vương phật gào thét các ngươi làm gì vậy? Các ngươi bị tên thổ dân kia gạt rồi, tất cả những thứ này đều do hắn làm ra. Cho dù vị Lai vô lượng vương Phật giải thích như nào, đám chủ thần tự nhiên không tin, bọn họ tận mắt nhìn thấy đối phương chém giết con dân bọn hắn, chẳng lẽ mắt họ bị mù. Một chưởng giáng xuống, mấy vạn con dân ngã xuống, tuy những mầm mống con dân này chỉ là dung dế, nhưng những người đó cũng là con dân của họ, há là người mà vị Lai vô lượng vương Phật có thể giết? sức mạnh của năm vị chủ thần bộc phát vị lai vô lượng vương phật dốc sức ngăn cản trong lòng oán giận vạn phần cực kỳ căm hận lâm phàm tất cả những thứ này đều do tiểu tử kia gây ra nếu như không phải hắn chuyện như vậy sao xảy ra được vô thượng thần thông đại độ hóa phật quan này có thể độ hóa vạn vật đây là môn thần thông hắn muốn lấy nhất nhưng rất tiếc hắn không biết vị lai vô lượng vương phật ta tận mắt thấy ngươi giết con dân của ta ngươi còn muốn ngụy biện các chủ thần lạnh lùng lên tiếng Lâm Phàm đang trốn một bên mừng rỡ, không sai, hắn muốn là hiệu quả này, mau mau giết cái tên vị lai vô lượng vương Phật kia đi, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, ông đây trốn chỗ này nhìn trò hay, chỉ cần các ngươi phân rõ thắng bại, chính là lúc ông đây xuất thủ. Chỉ là, chiến đấu giữa mấy người này không quá kịch liệt, các chủ thần này cũng quá si đa đi, mau triển khai đại tuyệt chiêu giết tên trọc kia đi chứ, chỉ cần triển khai tuyệt chiêu sẽ đến lúc ca phát huy. Vị lai vô lượng vương Phật thở dài một tiếng, A Di Đà Phật, chúng ta đều bị thổ dân gạt rồi, những mầm mống này đều bị hắn triển khai vô thượng tiên thuật khống chế, đã sớm không phải con dân ban đầu của các ngươi, nếu không phải vậy, bản vương Phật sao phải động thủ giết bọn họ? Lâm Phàm nhìn thấy tình huống trước mắt có chút an tĩnh, nội tâm ngưng lại, chuyện này có gì đó không đúng, những chủ thần này cũng không thể bị con lừa trọc gạt mới đúng chứ. Hắn đã giết con dân các ngươi, các ngươi nhất định phải liều chết với hắn chứ, chỉ có như vậy ca mới có cơ hội xuất thủ hiện tại kinh nghiệm bản thân hắn đã tăng lên diện rộng nếu như tiếp tục cố gắng thực lực hắn sẽ càng thêm cường hãn chờ đến trình độ đó mình sẽ thoải mái ra oai quả nhiên lúc này một thanh âm vang lên khiến lâm phàm thoải mái vị lai vô lượng vương phật ngươi đừng lừa gạt chúng ta chúng ta tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ có thể là giả đi chết đi các chủ thần triển khai đại chiêu thần lực cùng cuộn phóng lên trời quả thực kinh người lực lượng năm vị chủ thần giống như dung hợp vào nhau đánh về phía vị lai vô lượng vương phật ầm hư không nổ tung hư không nghịch lưu càng cuồng bạo quả thực rất đáng sợ lâm phàm thấy cảnh này trong lòng mừng rỡ lực lượng này quá mãnh liệt không biết tình huống cụ thể như thế nào khi lâm phàm phóng tầm mắt nhìn lại năm vị chủ thần vẫn đang đánh nhau với vương phật giữa song phương đều bị tổn thương tên trọc che ngực sau đó ngẩng đầu khóe miệng rỉ máu mà lúc này sắc mặt năm vị chủ thần trắng bệch tựa như rất thê thảm. Lúc này, không khí hiện trường cực kỳ ngột ngạt. Vị Lai vô lượng vương Phật nhìn năm người trước mặt, mà bọn họ cũng chăm chăm nhìn hắn. Chuyện này thật sự là một hiểu lầm, các ngươi lại không tin bản Vương Phật, hiện tại chúng ta cũng đã bị thương nặng, nếu tên thổ dân biết được, hắn sẽ cười đến trụng răng mất." Vị Lai vô lượng vương Phật nói. Năm vị chủ thần cười lạnh. "Ngươi không lừa được chúng ta đâu, chúng ta tận mắt nhìn thấy." chẳng lẽ còn có thể giả? Lâm Phàm khẽ cau mày nhìn tình huống trước mắt, cái này không khoa học, lực lượng vừa rồi không thể tạo thành thương thế lớn thế đâu. Không được, vẫn là nên chờ chút nữa, phòng ngừa trong đó có vấn đề gì. Lâm Phàm vẫn trốn không ra, lúc trước hắn đã bị hố một lần, hôm nay phải cẩn thận một chút mới được, cái tên vị lai vô lượng vương Phật kia rất bị ổi, hắn không dễ chết vậy đâu. Mặc dù hắn vẫn hết sức phóng đảng, nhưng không phải người dễ dàng chịu chết, phải nắm chắc một ít mới dám hành động. Lúc này, Lâm Phàm bắt đầu cân nhắc, đợi lát nữa nên giết vị Lai vô lượng vương Phật trước hay giết năm vị chủ thần trước. Vấn đề này đáng để nghiên cứu một chút. Vị Lai vô lượng vương Phật không đơn giản, coi như bị thương cũng tuyệt không phải dễ dàng bẫy chết được, mà thực lực năm vị chủ thần này cũng không mạnh bao nhiêu, hơn nữa, với tình huống trước mắt, coi như bọn họ không bị thương, mình cũng chắc chắn giết được họ. Ổn định, nhất định phải ổn định tuy rằng hắn muốn giết vị lai vô lượng vương phật nhưng sợ đến cuối cùng cái gì cũng không chiếm được khi đó sẽ thiệt thòi rất lớn hắn quyết định sẽ giết năm vị chủ thần kia trước còn vị lai vô lượng vương phật không cần vội nếu như may mắn cũng có thể giết được đối phương nếu như vận khí không tốt vậy đợi lần sau giết hắn cũng không muộn dù sao lần này hắn đã kiếm bộn rồi thời khắc này lâm phàm vẫn còn ngồi đó không đi ra sáu người liều mạng với nhau sáu chấp một ra chiêu tung trời từng luồng sức mạnh vô tận bạo phát hư không chấn động kịch liệt dưới sức mạnh này mọi thứ bị xoắn thành mảnh vỡ ầm uhm. một lần nữa đối đầu vị lai vô lượng vương phật không bị thương nhưng khi ánh sáng tiêu tan thương thế năm vị chủ thần thật hơi nghiêm trọng hơn một chút lâm phàm cảm thấy đến lúc ra tay rồi vù lúc này lâm phàm xuất hiện phía sau năm vị chủ thần khí tức ngưng tụ đấm ra một quyền chuẩn bị giết chết bọn họ vị lai vô lượng vương phật mỉm cười đi ra rồi vù hư không chấn động vốn dĩ năm vị chủ thần đang bị thương rất nặng nhưng đúng lúc này toàn bộ khôi phục lâm phàm nhìn thấy tình huống này lập tức ngưng lại bị bảy nửa con mẹ nó rồi khí tức năm vị chủ thần này phải mạnh lúc trước rất nhiều thật giống như sớm có chuẩn bị thổ dân ngươi rốt cục đi ra năm vị chủ thần nháy mắt xoay người từng đạo thần lực bạo phát chó chết. Trong lòng Lâm Phàm mắng to, tình huống này như cung lên dây rồi, thật vất vả mới xuất thủ, bất kể như thế nào đều phải giết được một vị chủ thần mới được. Xuất. Pháp lực trong tay Lâm Phàm phát ra, bay thẳng đến một chủ thần, chủ thần kia lập tức biến sắc, sau đó kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn muốn giết ta. Thí chủ, bản vương Phật đã sớm biết ngươi sẽ ra, vì thế mới chờ ngươi. Vị lai vô lượng vương Phật mở miệng nói nháy mắt xuất hiện sau lưng lâm phàm một chưởng đánh vào lưng hắn lâm phàm có thể không nhìn tấn công của đám chủ thần nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua vị lai vô lượng vương phật được thực lực tên này không phải bình thường một chưởng hạ xuống có thể đánh mình trọng thương một chưởng đánh về một vị chủ thần sau đó một tay khác lấy ra cục xà phòng giả ném nó đến chỗ của vương phật ha ha con lừa trọc ngươi cho rằng ta muốn giết chủ thần ta đây muốn dẫn ngươi tới để ngươi chết bên dưới xà phòng của ta Lâm Phàm cười lớn, vị lai vô lượng vương Phật thấy cục xà bông trăng trắng, sắc mặt hơi đổi, hắn biết xà phòng này lợi hại, mà tiểu tử kia vô cùng âm hiểm xảo trá, lần trước dùng đồ giả gạt hắn một lần, còn lần này không biết thật hay giả nữa, trong lòng hắn cũng nghi hoặc vạn phần. Nhưng khi nghe tiểu tử kia nói hắn công kích chủ thần để dẫn mình ra tay, nhất thời kinh ngạc, sau đó lùi về sau, hắn không muốn đánh cược cũng không muốn đánh cược, hắn thấy tất cả những thứ này không đáng. A à, còn lại lực lượng của bốn chủ thần đánh vào người lâm phàm nhưng một chưởng lâm phàm vẫn như cũ đánh vào người vị chủ thần còn lại ầm uhm. một tiếng kêu thảm thiết vang lên vị chủ thần bị lâm phàm đánh một chưởng trực tiếp chia năm xẻ bảy sức mạnh vô tận rót vào trong đó hủy diệt thân thể đối phương dễ dàng thật đơn giản ken chúc mừng ký chủ đã giết chết thiên không chủ thần ken kinh nghiệm tăng cường một đòn của bốn vị chủ thần đánh bay lâm phàm khiến khí huyết trong cơ thể hắn sôi trào, phun ra một nguồn máu tươi, ngô đồng thần thụ lập tức thi triển, sản sinh lực lượng sinh mệnh rót vào cơ thể hắn, tu bổ thương thế. Khi cục xà phòng được ném ra làm vị lai vô lượng vương Phật sợ muốn chết, nhưng khi thấy nó chỉ là đồ giả, hắn càng tức giận hơn. Đáng ghét, ngươi lại gạt ta. Vương Phật gào thét, hắn không ngờ chính mình lại bị tiểu tử này gạt tiếp. Lâm Phàm lơ lửng ở phương xa, trong lòng đã mắng to, con mẹ nó, con lừa trọc này quả nhiên tính kế chính mình, chẳng trách, hắn lại tới nhanh như thế, còn đám chủ thần lại đến đúng lúc như vậy, bọn họ diễn một tuần kịch cho mình nhìn, quả thật đáng chết. Lừa gạt ngươi làm sao, ai bảo ngươi ngu. Lâm phàm mắng to, chuyện âm hiểm như thế chỉ có con lừa trọc này làm được, không phải ai cũng có đẳng cấp làm ra chuyện đó được. Không những âm hiểm xảo trá, còn diễn kịch với năm tên chủ thần gạt mình đi ra, mà mình cũng ngu thấy mẹ, thật sự trúng kế của bọn họ, tự động đi ra. Nếu không phải thân thể mình cường hãn và thực lực của năm tên chủ thần này không quá mạnh mẽ, sợ rằng phải bỏ xác ở đây rồi. Nhưng bây giờ cũng kiếm lời không ít nha, làm thịt được thêm một tên chủ thần, phía chủ thần lại bớt đi một người, chỉ còn 66 tên. Hiện tại, Lâm Phàm có ý muốn giết luôn bốn tên chủ thần còn lại này. Bốn vị chủ thần nhìn thấy Thiên Không chủ thần bị thổ dân kia giết chết, trong lòng ngưng lại, tràn đầy lửa giận vô biên. Sau đó ngẩng đầu nhìn vị Lai vô lượng vương Phật. Vì sao ngươi không động thủ? Chẳng lẽ ngươi thông đồng với hắn? Một khắc kia, vị Lai vô lượng vương Phật rõ ràng có cơ hội tốt giết chết tiểu tử này, nhưng hắn lại đột nhiên biến mất, lãng phí cơ hội duy nhất này. Hiện tại vẫn còn đứng đó không động thủ, hoàn toàn khiến bốn vị chủ thần nổi giận. Các ngươi đừng nói nữa, con lừa trọc này thật ra là đồng bọn của ta, hôm nay nói cho các ngươi biết cũng không sao. Bởi vì bốn người các ngươi đều phải chết, các ngươi còn không biết sao, thủy thần, quang minh thần đều do ta chết, mà kẻ đồng loại chính là vị Lai vô lượng vương Phật. Ha ha. Lâm Phàm cười lớn. Câm miệng, đừng ăn nói bừa bãi. Vị Lai vô lượng vương Phật lạnh lùng nói. Lâm Phàm xua tay. Ai u, chớ sốt sắng, hôm nay bốn người này trốn không thoát được đâu, ngươi cũng chớ làm bộ. Vị Lai vô lượng vương Phật giận dữ hét: ngươi muốn chết. Khóe miệng lâm phàm lộ ra vẻ tươi cười. Mình chậm rãi chém giết chắc đẩy ngang tất cả chủ thần nguyệt ảnh đại lục nha. Khi đó tiểu gia chính là đại công thần cứu vớt vô tận đại lục. Vị lai vô lượng vương Phật biết nếu hôm nay không nói mọi chuyện rõ ràng, bốn vị chủ thần này sẽ bị tiểu tử kia gạt, hắn không biết đối phương đến cùng muốn làm gì, sao vẫn luôn nói xấu hắn với đám chủ thần. Tuy lần một lần hai chưa thành công, nhưng nếu như để hắn cứ tiếp tục như thế chắc sẽ có lần thành công vậy kế hoạch của mình có thể bị rối loạn vị lai vô lượng vương phật nhìn bốn vị chủ thần các ngươi chớ tin lời của tiểu tử này người này nổi tiếng âm hiểm xảo trá ở vô tận đại lục hắn muốn các ngươi hiểu lầm bản vương phật để hắn ngư ông đắc lợi các ngươi không thể để hắn được như ý bốn vị chủ thần nhìn vương phật bọn họ không phải không tin hắn chỉ là một ít chuyện đã xảy ra khiến bọn họ nghi ngờ đặc biệt là vừa rồi cơ hội tốt như vậy mà vị lai vô lượng vương Phật đột nhiên nhượng bộ, để thổ dân này giết thiên không chủ thần, bọn họ có tới 72 chủ thần, bây giờ đã có vài vị bỏ mình, nếu như lại ngã xuống nữa. Quả thật sẽ ảnh hưởng đến cả nguyệt ảnh đại lục. Vị lai vô lượng vương Phật biết nếu như không giải thích rõ, sợ là không được, sau đó mở miệng nói. Các ngươi phải chú ý, trên người tên kia có bảo bối khống chế được thần thức, quan minh thần cường hãn như thế nhưng trước mặt bảo bối này cũng không có bất kỳ sức phản kháng nào, cũng may bảo bối này chỉ có thể khống chế được hai người. Bốn vị chủ thần nghe nói như thế, trong lòng rung lên, không ngờ thế gian này lại có bảo bối bực này. Mà lúc này, trong lòng lâm phàm bắt đầu chửi mẹ nó, mắng. Các ngươi có phải ngốc không? Trong thiên địa này làm gì có bảo bối như vậy, ta nói cho các ngươi biết, con lừa trọc này đang lừa các ngươi đó, hắn luôn muốn các ngươi mau chóng đi đời, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện ra? Trọc trọc, đừng có đùa bọn chúng nữa, mau chóng liên thủ giết bọn họ thôi. Nói láo, ngươi ngậm máu phun người. Vị lai vô lượng vương Phật nổi giận, tiểu tử này không cần mặt mũi nữa rồi, mỗi một cường giả tiên vương cảnh cũng đều là hạng người đỉnh thiên lập địa, nhưng cái này lại biết sử dụng âm chiêu, hơn nữa còn ngày càng cao tay. Mỗi một lần gặp mình là âm chính mình một cái, giống như không thể ly gián mình và đám chủ thần được, trong lòng hắn sẽ không thoải mái vậy á. Nhất là bây giờ, hắn thấy bốn vị chủ thần đang tỏ vẻ hoài nghi, thật khiến hắn bất đắc dĩ, một đám chủ thần không có đầu óc. Vị lai vô lượng vương Phật hơi nhấc ngón tay, bánh răng tương lai quấn quanh trên người lần lượt đi ra. Vị lai vô lượng vương Phật ta hướng thương thiên sinh thề, nếu như ta có cấu kết người trước mắt này, sẽ rơi vào vô tận luân hồi, mãi mãi không được siêu sinh. ầm ầm. Lúc này, thiên địa nổ vang trên bánh răng tương lai, vạn đạo Phật quang phóng lên trời, thẳng vào mây xanh, từ nơi sâu xa có một cổ ý chí giáng lâm, lời thề này hắn hướng về hỗn độn chi chủ. Vị lai vô lượng vương Phật không ngờ mình lại bị lâm phàm bức đến mức phải phát sinh lời thề, chuyện này là một loại sỉ nhục, hắn thân là vương Phật, tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình, nhưng bây giờ hết cách rồi, tiểu tử này bẫy mình đến nghiện, không thể để hắn thực hiện được ý đồ. Lâm Phàm cũng sợ ngây người nhìn một màn trước mắt, hắn không ngờ tên trọc chơi lớn như vậy trực tiếp phát lời thề cái này coi như có chút bất đắc dĩ vị lai vô lượng vương phật nhìn bốn vị chủ thần như vậy đã được chưa bốn chủ thần thấy tình huống này hơi gật đầu lúc này bọn họ mới tin vương phật sau đó đưa ánh mắt nhìn qua lâm phàm không nghĩ tới tên thổ dân này lại âm hiểm quá thế nếu không phải vương phật huynh xin thề với thương thiên sợ rằng chúng ta đều bị hắn gạt hiện tại chúng ta liên thủ giết chết hắn Giết. Trong lòng Lâm Phàm bắt đầu suy tư nhìn tình huống trước mắt, thực lực vị Lai vô lượng vương Phật rất mạnh, nếu dựa vào bản lĩnh thật sự, tuyệt đối không giết được hắn, nhưng vị Lai vô lượng vương Phật muốn giết mình cũng là chuyện không thể. Thôi, đành chịu khổ một chút, coi như không giết vị Lai vô lượng vương Phật, cũng phải giết bốn vị chủ thần kia. Thâm Uyên chủ thần, Bạo Vũ chủ thần, Khế Ước thần, Hư Không chủ thần bốn vị thần đều là chủ thần huyền diệu, năng lực bá đạo, nhưng đối với Lâm Phàm, độ khó bọn họ không quá lớn. Vị Lai vô lượng vương Phật nhìn Lâm Phàm. "Tiểu tử, hôm nay ngươi không chạy thoát được đâu." Lâm Phàm cười nói. "Tại sao phải chạy, mới không gặp ba ngày, thật khiến ta nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa, ngươi cho rằng ta vẫn như trước?" Đối mặt với ngươi không có sức đánh trả, vị lai vô lượng vương Phật, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, xem ca một chấp năm đây. Vù. nói xong bóng người lâm phàm khẽ động hai tay chập lại ngưng tụ pháp lực lực lượng vô tận chấn động thiên địa thâm nguyên chắc trai ông đây sẽ giết ngươi trước thâm nguyên chủ thần ngẩng đầu mắt sưng hơi động bàn tay vung lên hư không bị xé rách từng đạo vực sâu hư không xuất hiện hấp lực cường đại lôi xé lâm phàm thổ dân năm người bọn ta chấp một mình ngươi xem ngươi làm sao giết được ta quả thực tự rước lấy nhục thâm nguyên chủ thần rít gào một chiêu tung ra, thiên địa hoàn toàn u ám, như lâm vào trong vực sâu vô tận. Bạo vũ chủ thần hít sâu một hơi, một bạo vũ đột nhiên bộc phát, mặc dù không lớn, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó vô cùng kinh khủng, cổ sức mạnh hủy diệt phá hủy thiên địa. Hiện tại, Lâm Phàm lấy một địch năm, áp lực vẫn rất lớn, đặc biệt là vị lai vô lượng vương Phật hiện tại vẫn chưa động thủ, nhưng hắn nhất định phải cảnh giác con lừa trọc này, bởi vì không biết đối phương khi nào sẽ ra tay hơn nữa hắn biết nếu như vị lai vô lượng vương phật động thủ sẽ rất khủng khiếp một cổ cơn gió cường đại kéo tới lâm phàm hơi nhướng mày thân thể nhích sang một bên xoay người đấm ra một quyền lực lượng tận thế bộc phát mãnh liệt đánh vào bạo vũ ầm ầm bạo vũ đung đưa không ngừng sau đó tan rã nhưng sức mạnh của bạo vũ chủ thần sức mạnh cũng không chỉ như thế một kình lực lan truyền từ hư không thổi phù một tiếng sượt qua mặt lâm phàm một vết máu xuất hiện Lâm Phàm sờ vết thương, sau đó phục hồi như cũ. Không ngờ phong mang sắc bén như thế. Thực lực Lâm Phàm hiện tại rất mạnh, nhưng phong mang của Bạo Vũ Chủ Thần lại không thể không cảnh giác, mặc dù không tạo thành bao nhiêu thương tổn với hắn, nhưng nếu tên này ở một bên đánh lén, sẽ hết sức khó giải quyết. Bạo Vũ Chủ Thần cười lạnh một tiếng. Không cắt được đầu ngươi xuống, coi như vận khí ngươi tốt. Lâm Phàm hít sâu một hơi nhìn Bạo Vũ Chủ Thần, trong mắt lóe lên tinh quang tốt, nếu đã như vậy, vậy trước tiên. Khế ước chủ thần kinh thường nói. Thổ dân, có chúng ta ở đây, ngươi cho rằng mình có thể thành công. Lâm Phàm liếc xéo mấy người, sau đó bay thẳng đến chỗ bạo vũ chủ thần, một chưởng duỗi ra, đánh về phía đối phương. Bạo vũ chủ thần quát lớn. Không biết tự lượng sức mình. ầm Một lốc xoáy to lớn xuất hiện, phong mang cường đại trực trời hư không, bao phủ bạo vũ chủ thần thổ dân ngươi muốn giết bản thần vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này không khóe miệng lâm phàm lộ ra một nụ cười khinh thường cánh tay xuyên vào lốc xoáy vị lai vô lượng vương phật thấy một màn trước mắt lập tức ngưng lại lớn tiếng nhắc nhở cẩn thận đừng cứng rắn chống đỡ bạo vũ chủ thần cười lớn vương phật huynh không cần lo lắng lực lượng của bản thần há là thứ hắn có thể phá bảo phong chi lực này ngay cả thiên địa đều có thể lôi cắn nuốt huống hồ thân thể máu thịt của hắn. Thần sắc lâm phàm cứng lại, lộ ra khí tức hung hãn Xé rách thiên địa. Khoát lát quá đấy. Nước cho ta. ầm um. Lâm phàm đưa tay vào cơn lốc, bảo phong chi lực muốn cắt đứt cách tay hắn. Phốc phốc. Phốc phốc. Máu tươi văng ra khắp nơi, thân thể đã đạt đến tiên vương cảnh, nhưng vẫn bị tổn thương bên trong phong mang này. Ha ha, thế nào? chẳng mấy chốc cánh tay của ngươi sẽ biến mất. Bạo vũ chủ thần cùng tiếu, toàn thân được cơn lốc bao phủ, hắn không ý kỵ tí nào, bởi vì hắn biết, lực lượng bản thân là vô địch, mà tiểu tử này muốn bằng thân thể máu thịt ngạnh kháng với sức mạnh của mình, mơ mộng hảo huyền. Vị lai vô lượng vương Phật nhìn mọi chuyện xảy ra, sau đó nói với ba vị chủ thần còn lại. Ra tay. Khí tức thâm nguyên chủ thần, khế ước chủ thần, hư không chủ thần chợt bộc phát, từng đạo sức mạnh bén nhọn nhuộm đẫm thiên địa, đánh thẳng vào sau lưng Lâm Phàm. Lâm Phàm giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, trấn áp bạo vũ chủ thần, nhưng lúc này, hắn cảm giác nguy hiểm sau lưng, bốn nguồn sức mạnh đang tập trung về phía hắn, nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ sẽ hơi phiền toái. Ngay lúc này, khí tức Lâm Phàm biến đổi, thiên địa chân kinh được thi triển phiêu đảng bay ra, từng dòng văn tự màu vàng phát ra tia sáng chói mắt. Trước giờ, Lâm Phàm vẫn không sử dụng được thiên địa chân kinh, nhưng giờ thực lực bản thân hắn đã đạt đến tiên vương cảnh pháp lực đủ để chống đỡ những ký tự này rồi sắc mặt vị lai vô lượng vương phật hơi đổi nhìn những văn tự này mà ba vị chủ thần còn lại không để chúng trong lòng sức mạnh giống như dòng lũ không ngừng đánh vào len keng thanh âm kim loại vang lên sức mạnh của ba vị chủ thần cùng vị lai vô lượng vương phật đánh vào thiên địa chân kinh chữ giết quấn quanh vị lai vô lượng vương phật từng đạo từng đạo sát ý mạnh mẽ trùng kích hắn Vị lai vô lượng vương Phật giận dữ hét lớn. Đáng ghét, ngươi cho rằng chỉ bằng những chữ này có thể chống lại bản vương Phật? Lúc này, Lâm Phàm không có tinh lực để ý tới hắn, một đoàn pháp lực tràn vào thiên địa chân kinh, mấy chục ký tự, cố gắng ngăn vị lai vô lượng vương Phật lại. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Bạo Vũ Chủ Thần. Hôm nay, ngươi phải chết. Bạo Vũ Chủ Thần liên tục cười lạnh, không thèm để Lâm Phàm vào trong mắt. "Thổ dân, muốn giết bản chủ thần?" phải xem cánh tay của ngươi trước đã. Bên trong cơn lốc, cánh tay Lâm Phàm xuất hiện càng nhiều vết thương, ngay cả huyết nhục cũng bắt đầu lật lên. Mà kinh nghiệm thân thể hắn cũng không ngừng tăng lên, nhưng lúc này, Lâm Phàm không có tâm tình chú ý đến vấn đề này, giờ hắn chỉ toàn tâm toàn ý muốn giết Bạo Vũ Chủ Thần. Lâm Phàm chợt quát lớn, mô đồng thần thụ trong phút chốc trào ra lực lượng sinh mệnh cường hãn. Bạo Vũ Chủ Thần, ngươi cho rằng chỉ bằng những thứ này có thể cản được lão tử? lúc này cánh tay có vết thương chồng chất của lâm phàm đột nhiên khôi phục lại như cũ cân lốc bén nhọn xe nát cánh tay mỗi khi vết thương xuất hiện lực lượng sinh mệnh sẽ nhanh chóng tu bổ cho nên hiện tại ngay cả một chút thương thế cũng không có lúc này vị lai vô lượng vương phật đang bị thiên địa chân kinh quấn quanh nhờ vào pháp lực cường hãn chống đỡ từng văn tự bị trấn áp nhưng sau đó lại xuất hiện một chữ khác đánh tới vị lai vô lượng vương phật lo lắng nói bạo vũ chủ thần mau chóng tránh ra ngươi không ngăn cản được tiểu tử này muộn rồi lâm phàm cuồng rống bàn tay chấn động vô số tiên thuật được xuất ra trực tiếp xuyên qua cơn lốc kia bạo vũ chủ thần kinh sợ thấy cảnh này hắn phát hiện sức mạnh của tên thổ dân này lại đột nhiên được tăng cường ngay khi nghe vị lai vô lượng vương phật cảnh báo hắn muốn nhanh chóng lui lại nhưng tất cả đều đã muộn ầm uhm. thời khắc này vị lai vô lượng vương phật quát to ra tay trấn áp thiên địa chân kinh xung quanh sau đó phật quan lóe lên trấn áp luôn những ký tự đang vây ba vị chủ thần sau đó lạnh lùng nói giết tiểu tử này nhanh sức mạnh lâm phàm tăng mạnh trực tiếp xuyên thấu cơn lốc đặt tay lên đầu bạo vũ chủ thần a à, đáng ghét bạo vũ chủ thần biến sắc hắn không ngờ đối phương lại cường hãn như vậy có thể xuyên qua bảo phong chi lực của mình bạo vũ chủ thần quát lớn lực lượng thần hạch trong cơ thể bạo phát một cơn lốc cường đại hớn xuất hiện từ đỉnh đầu hắn lúc này còn muốn phản kháng quả thực đáng chết lâm phàm không thèm để ý đến ba vị chủ thần và vị lai vô lượng vương phật một đạo sức mạnh cường hãn từ lòng bàn tay hắn được xuất ra trấn áp lực lượng thần hạch của bạo vũ chủ thần năm ngón tay lâm phàm biến thành trảo bắt lấy đầu bạo vũ chủ thần sau đó hơi dùng sức bạo vũ chủ thần ngươi có thể chết rồi lâm phàm cười lớn nhưng lúc này Sức mạnh của ba vị chủ thần và vị Lai vô lượng vương Phật đã đánh tới. "Thổ dân, ngươi dám?" Ầm. Lâm Phàm không chút do dự, năm ngón tay hơi động, bóp nát đầu của Bạo Vũ chủ thần, đồng thời nghiền nát thần hạch của hắn. Chủ thần cũng là cường giả tiên vương cảnh, bóp nát đầu căn bản không giết được đối phương, chỉ khi phá hủy thần hạch của chủ thần mới chân chính giết được. Ầm. Bốn đạo sức mạnh đánh trong cơ thể Lâm Phàm. Lâm Phàm run rẩy, bốn loại sức mạnh đánh vào cơ thể, khiến thân hình hắn lung lay, hắn cố gắng kéo giãn khoảng cách với bốn người, đồng thời phun ra một nguồn máu tươi. Hư không chủ thần nhìn bạo vũ chủ thần, giận dữ hét lên. Thổ dân, ngươi muốn chết. Sau lưng lâm phàm nát không thể tả, bốn đạo sức mạnh kia đang không ngừng phá hư thân thể hắn. Ken, phát hiện bốn cổ lực lượng phá hoại trong cơ thể, trực tiếp trấn áp. Sau khi âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, bốn nguồn sức mạnh này nhanh chóng bị trấn áp xuống. Lâm Phàm cười thầm trong lòng, lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu. Làm sao? Lão tử giết bạo vũ chủ thần đấy, các ngươi làm gì ta, cắn ta chắc, tiếp theo sẽ là ba tên chủ thần các ngươi, rồi cuối cùng sẽ đến vị lai vô lượng vương Phật. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội này sao? Khế ước chủ thần lạnh lùng hỏi. Lâm Phàm cười nhạt, lực lượng sinh mệnh bạo phát, bắt đầu tu bổ thương thế. Không thử một lần thì sao biết được. Vị Lai vô lượng vương Phật nhíu mày, hắn không nghĩ tên tiểu tử trước mặt lại khó chơi như thế, thực lực hắn cường đại hơn trước đây nhiều lắm. Các vị, lát nữa chúng ta nhất định phải liên hợp với nhau, lần này không thể để tiểu tử kia chạy trốn bằng không đại họa ngập đầu. Vị Lai vô lượng vương Phật đề nghị. Khế ước chủ thần nhìn Lâm Phàm, hung ác nói: "Hôm nay, người này phải chết." Lâm Phàm bẻ bẻ ngón tay, Thân thể hơi động, khí tức cơ thể bắt đầu bạo phát. Tốt, hôm nay thử một lần, xem ta có thể giết hết các ngươi hay không. Lần này, Lâm Phàm cũng không phải chuẩn bị chạy trốn, đã như vậy, vậy thì giết cái đất trời tối tăm. Vị lai vô lượng vương Phật không nghĩ tới tiểu tử này lại ác như vậy, quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn, trước đây hắn muốn giết hắn rất dễ dàng, nhưng thật không ngờ, hiện giờ hắn đã phát triển đến trình độ này dưới sự vây công năm người bọn họ lại đủ sức giết được bạo vũ chủ thần quả thực rất kinh khủng mà lúc này chiến ý lâm phàm đang lên hắn nhìn ba vị chủ thần và vị lai vô lượng vương phật quát các ngươi không có biện pháp gì đâu kết cục của tất cả các ngươi sẽ giống như bạo vũ chủ thần bị lão tử bóp nát hắn rất xem trọng tình huống trước mắt muốn giết chết ba tên chủ thần cũng không phải không thể tuy có thể xuất hiện một vài vết thương nhỏ nhưng vẫn nằm trong sự chịu đựng của hắn Tên vị lai vô lượng vương Phật rất âm hiểm, chỉ sợ hắn sẽ không để mình dễ dàng giết ba tên chủ thần dễ dàng đâu, nhưng nếu hắn muốn ngăn trở mình, cũng phải nhìn xem hắn có bản lãnh đó hay không. Hư không chủ thần, khế ước chủ thần, thâm nguyên chủ thần. Ba người đứng trong hư không, mắt lóe lên tinh quang, thù hận của họ hiện giờ ngất trời, không ngờ hắn dám giết bạo vũ chủ thần, nếu không giết được tên thổ dân này, họ thật sự không cam lòng. Đặc biệt, đối phương còn muốn giết hết bọn họ, quả thật mơ mộng hảo huyền, vừa rồi Bạo Vũ Chủ Thần Sơ xuất mới để cho hắn nắm được cơ hội, nhưng bây giờ, bọn họ sẽ không cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi, khi bốn người liên thủ, tên này chỉ có con đường chết. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, chúng ta liên thủ, bất luận như thế nào cũng phải giết chết hắn. Khế ước Chủ Thần quát. Được. Hiện tại, vị Lai Vô Lượng Vương Phật vẫn rất cảnh giác cục xà bông thần bí của tiểu tử kia, chỉ cần chú ý đến nó và không đến gần chắc sẽ không có bất cứ chuyện gì vút bốn đạo khí tức phóng lên trời xuyên thẳng vào mây xanh con ngươi hư không chủ thần từ từ phát sinh biến hóa thay đổi thành hư không trong tròng mắt kia tựa như có một mảnh vũ trụ vô tận nắm giữ thiên địa thỉnh thoảng còn bùng nổ khí tức làm người ta sợ hãi thổ dân ngươi đã hoàn toàn chọc giận chúng ta giờ chết của ngươi đã đến hai tay hư không chủ thần nhấc lên hư không chấn động từng đạo khí tức huyền diệu từ sau lưng hắn bộc phát, một hố đen giống như thôn thiên mảnh thú, cắn nuốt thiên địa dần dần xuất hiện, trong đó chứa đầy sức mạnh hủy diệt. Trong khi đó, hai tay khế ước chủ thần dơ cao, từng cái khế ước phù văn thần bí phiêu đảng, trong những bùa chú này ẩn chứa sức mạnh thần bí. Theo Lâm Phàm, sức mạnh này không phải mạnh nhất, nhưng pháp lực của những chủ thần đều cực kỳ huyền diệu, rất khác biệt so với thần thông tiên thuật của vô tận đại lục, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Thâm viên chủ thần là chủ thần cường đại nhất trong ba người, lực lượng vực sâu kia như tà ác nhất thế gian, từng luồng sóng màu đen che ngập bầu trời, trong đó dựng dục ra sinh vật khủng bố nhất vực sâu, khí tức tỏa ra hủy thiên diệt địa. Vị lai vô lượng vương Phật cũng chưa xuất thủ, nhưng bánh răng thời gian quấn quanh trên người lại tản ra Phật quan lấp lánh. Đối mặt với bốn vị cường giả, Lâm Phàm hít sâu một hơi, mở toàn bộ hỏa lực, lực lượng nguyên tuyền giống như núi lửa phun trào thân thể hắn lưu chuyển từng đạo ánh sáng linh động. Suốt. Lâm phàm quát lớn, một đoàn khí tức lấy bản thân làm trung tâm, sau đó khuếch tán ra, từng cơn sóng gợn chấn động thiên địa, hắn ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập chiến ý nhìn chầm chầm bốn vị cường giả trước mặt. Tốt, khế ước chủ thần, người lão tử giết tiếp theo chính là ngươi, ngươi chạy không thoát đâu. Lâm phàm bá đạo mở miệng, trận chiến này sẽ là một hồi ác chiến rất mãnh liệt. Khế ước chủ thần nhìn Lâm phàm nhất thời cười lạnh. Mơ đi cưng. Ầm. Lúc này, Lâm Phàm hơi động, thân thể phá mở hư không, bay thẳng đến khế ước chủ thần, năm ngón tay tạo thành kiếm, chém ra kiếm ý cường đại. Khế ước chủ thần, ta xem ngươi có năng lực gì? Xoẹt. Kiếm ý cắt trời hư không đi đến trước mặt khế ước chủ thần, cảm nhận được sức mạnh vô tận của đòn tấn công này, khế ước chủ thần không chút do dự mở bàn tay, phù văn thần bí bộc phát va trạm trực tiếp vào kiếm ý cường hãn trước mặt. Hư không thiết cát. Xoẹt. Một ánh hào quang từ trên bàn tay hư không chủ thần bạo phát, bay thẳng đến lâm phàm. Hư, hư không thiết cát có năng lực gì, lão tử mạnh mẽ phá nát nó cho ngươi xem. Ẩm. Um. Ánh hào quang này đánh vào người lâm phàm, bạo phát từng tiếng âm thanh như kim loại va chạm, thậm chí trong đó còn có ánh lửa. Phốc phốc. Cánh tay bị hư không thiết cắt chém mở một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi, trong nháy mắt đã được chữa trị, không có một chút vết tích. Lâm Phàm kinh thường quyệt miệng. Thứ đồ gì đây, một chút tổn thương cũng không có. Hư không chủ thần thán phục. Thân thể thổ dân này thật mạnh, bảo phong chi lực của bạo vũ chủ thần không có tác dụng, hiện tại ngay cả hư không thiết cát của ta cũng không chém gãy được cánh tay hắn, điều này thật kinh khủng. Thâm viên chủ thần không nói gì, một chưởng đánh ra, lực lượng vực sâu sau lưng giống như làn sóng cuồn cuộn mà đến bên trong lực lượng này từng đầu ma vật hung hãn giữ tận gào thét những ma vật này không phải sinh vật trên mặt đất bọn chúng tràn đầy lực lượng vực sâu sức mạnh bàn trướng khiến người ta sợ hãi vị lai vô lượng vương phật vẫn một mực chờ đợi cơ hội tốc độ tiểu tử này rất nhanh thân thể cũng rất mạnh đặc biệt là thiên địa chân kinh kia là thứ hắn muốn có nhưng vì nó là thần thông của tân phong thiên quân cho nên hắn vẫn chưa chiếm được có điều vị lai vô lượng vương phật không tài nào hiểu được rốt cuộc tiểu tử này làm sao biết sử dụng môn thần thông đó chứ hắn có quan hệ gì với tân phong thiên quân chẳng lẽ hắn chiếm được đạo thống của thiên quân hay sao chuyện này rất có thể lắm chỉ có như thế mới lý giải được vì sao tên này có được thiên địa chân kinh hoặc tiểu tử này do tân phong thiên quân chuyển thế nhưng theo hắn nghĩ chuyện này không thể xảy ra bởi vì khi đó tân phong thiên quân đã sớm chết một chút khí tức cũng không còn, mà lực lượng thiên quân bản nguyên đã tiêu tan, không thể chuyển thế trùng tu được. Mặc dù hắn không ưa tân phong thiên quân, nhưng hắn không thể không thừa nhận, tân phong thiên quân chính là cường giả tuyệt thế chân chính, quang minh lỗi lạc, sao giống như tiểu tử hèn hạ vô sĩ, xấu xa này, chỉ biết sử dụng bảo bối kia, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà mấy bảo bối này, người bình thường không thể luyện chế được. Bởi vậy, vị lai vô lượng vương phật sớm loại bỏ chuyện lâm phàm là chuyển thế của tân phong thiên quân lúc này lâm phàm nhìn mọi người khóe miệng lộ vẻ tươi cười hừ các ngươi cùng nhau xuất thủ đi ta chỉ cần ba giây sẽ giết được khế ước chủ thần các ngươi tin hay không xem ra không tin rồi tốt lắm lão tử để các ngươi mở rộng tầm mắt một chút cho dù các ngươi đều ở đây cũng không thể nào ngăn cản được lão tử thời khắc này Lâm Phàm đột nhiên bay thẳng đến trấn áp tới Khế Ước Chủ Thần. Lúc này, Khế Ước Chủ Thần đã bắt đầu chỉ mẹ nó, tên thổ dân chẳng lẽ có bệnh. Nhiều người như vậy hắn không đánh, lại đánh chính mình, bộ mình giống kẻ dễ bị bắt nạt lắm à. Ngươi muốn chết. Sức mạnh khế ước bộc phát, thần hạch hắn bắt đầu vận chuyển, thần lực càng va đập mãnh liệt, đây là lực lượng của chủ thần. Ở Nguyệt Ảnh Đại Lục, chủ thần là những người mạnh nhất bất kỳ sinh linh nào trước mặt chủ thần đều giống như dung dế mà lúc này khế ước chủ thần bị lâm phàm khiêu khích đã sớm nổi giận hắn muốn giết đối phương để cho hắn biết kết cục của việc càng rỡ với mình như thế nào ngay lúc này khóe miệng lâm phàm lộ một nụ cười lạnh lùng nhìn về vị lai vô lượng vương phật hiện tại hắn chỉ cần chú ý đến tên trọc này còn sức mạnh của mấy tên chủ thần hắn không cần lưu ý mạc nhật thiên tai phá diệt lâm phàm đấm ra một quyền vài đạo tiên thuật thần thông được xuất ra quả đấm được sức mạnh phá diệt bao lấy khiến người ta sợ hãi mà thiên địa hư không lúc này đã bị phá nát ngay cả thời gian cũng tan rã lực lượng tiên vương đã cường đại như thế vậy thiên quân còn mạnh như thế nào chứ hắn cũng không biết được ầm uhm. sức mạnh to lớn một luồng áp lực vô tận bay thẳng đến khế ước chủ thần sắc mặt khế ước chủ thần đại biến hắn cảm giác được đòn tấn công của đối phương càng thêm cường đại so với trước thậm chí còn có một cổ ác bách mãnh liệt, để hắn cảm thấy không thể ngăn cản. Thổ dân, chủ thần không phải người mà ngươi có thể nhục nhã. Khế ước chủ thần liều mạng, bay thẳng đến lâm phàm. Trong khi đó, vị lai vô lượng vương Phật giờ mới ra tay, vạn trượng Phật quan xuyên thấu thiên địa, bánh răng tương lai xoay tròn, bay vào hư không thẳng đến chỗ lâm phàm giết qua. Lâm phàm lật bàn tay, vĩnh hằng chi phủ xuất hiện chém về bánh răng bánh răng, khai thiên tam thức không thể coi thường, nếu sức mạnh nó đạt đến trình độ nhất định cũng có thể khai thiên tích địa hư không chủ thần cùng thâm nguyên chủ thần nhìn thấy cơ hội trong lòng vui vẻ hiện tại tiểu tử kia không rảnh bận tâm tới chúng ta ầm uhm. hai đạo thần lực đánh vào người lâm phàm sức mạnh cường hãn khiến khí huyết hắn quay cùng. nhưng giờ khắc này hắn cũng không để ý đến những thứ đó tầm mắt hắn vẫn đặt trên người khế ước chủ thần chết đi cho ta vị lai vô lượng vương phật không nghĩ tới địch nhân lại liều mạng như thế, không thèm nhìn công kích của hai chủ thần kia, đáng ghét. khế ước chủ thần kinh hải biến sắc, hắn cảm thấy một luồng sức mạnh vô tận áp bức lên đỉnh đầu làm hắn không có bất kỳ sức phản kháng nào. lâm phàm hé miệng phun ra một nguồn máu tươi, nhưng vẫn cuồng tiếu. khế ước chủ thần lão tử muốn giết ngươi trong ba giây thì là ba giây, tuyệt không để ngươi sống thêm một giây. phá cho ta. ầm một quyền đánh vào người khế ước chủ thần, sức mạnh cường hãn rót vào cơ thể hắn, đánh nát thần hạch đối phương. Sao lại thế? Khế ước chủ thần biến sắc, vẻ mặt không dám tin, hắn không thể ngờ chuyện sẽ xảy ra như vậy, hắn thật sống không quá ba giây. Điều này sao có thể? Thổ dân này làm vậy mà trong sự vây công của bốn người vẫn còn có thể giết được mình, mặc dù mình là chủ thần yếu nhất trong đám, nhưng cũng không thể yếu ớt đến như vậy chứ. soạt xoạt, Thân thể khế ước chủ thần không ngừng nứt toát từng đạo từng đạo ánh sáng từ cơ thể hắn xuyên thấu ra, sau đó vạn đạo giống như giải lụa, trực tiếp xuyên thấu thiên địa. A! À. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thần hạch khế ước chủ thần vỡ tan, thần lực biến mất, chết không thể chết hơn. Ken, chúc mừng ký chủ đã giết khế ước chủ thần. Ken, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường. Ha ha. Lâm Phàm ngửa mặt lên trời thét dài khế ước chủ thần rốt cục bị mình giết rồi kinh nghiệm đã tăng lên hắn có thể cảm nhận được thực lực bản thân đã cường đại hơn mặc dù vẫn là cường giả tiên vương cảnh nhưng hắn cảm giác được mình đã mạnh hơn so với lúc trước không hai vị chủ thần còn lại hét lớn khi thấy cảnh này hai mắt họ như muốn phun lửa bọn họ rõ ràng đã đánh trúng hắn rồi nhưng thân thể hắn thật sự quá biến thái đánh cho hắn thổ huyết thôi chứ éo được con mẹ gì hết nếu như gặp cường giả tiên vương cảnh khác sớm đã bị hai đạo thần lực xuyên qua, chết không thể chết hơn rồi, chứ đâu như bây giờ. Không thể nào. Hai vị chủ thần không dám tin, ngay cả vị lai vô lượng vương Phật cũng không tin nổi, sau đó căm tức nhìn lâm phàm. Ngươi rốt cuộc là ai? Sức mạnh của ngươi sao mạnh hơn vừa rồi rồi. Ánh mắt vị lai vô lượng vương Phật cay độc nhìn chầm chầm lâm phàm, hắn phát hiện thực lực tiểu tử này mạnh hơn vừa rồi không ít. Chẳng lẽ, thời khắc này vị lai vô lượng vương phật kinh sợ chẳng lẽ tiểu tử này càng chiến càng hăng điều này không thể nào thế giới này làm gì có người như vậy lâm phàm chân đạp thiên địa khí tức ngưng lại lực lượng sinh mệnh bột ra tu bổ thương thế trên người chớ loạn hiện giờ các ngươi đã không thể giết được lão tử nữa coi như các ngươi vây công thì có thể làm gì ta cùng lắm chỉ làm ta bị thương ngoài da thôi con lừa trọc trước đây ngươi muốn giết ta giống như giết một kiến nhưng bây giờ sẽ không có chuyện đó nữa đâu những chủ thần này yếu như gà vậy chỉ cần lão tử nhất tay đã có thể giết họ như một con kiến còn ngươi cũng sẽ có một ngày bị lão tử giết vị lai vô lượng vương phật nhìn lâm phàm đang cuồng ngạo phật tâm ngưng lại đột nhiên hắn nghĩ đến câu nói mà hắn ghét nhất vị lai vô lượng vương phật lắc đầu không thể vô lượng ta không tin bất cứ chuyện trên thế gian vị lai vô lượng vương phật quát lớn vạn trượng kim thân xuất hiện đây là vương Phật chi thân của hắn, xuất hiện ngồi ngay ngắn trong hư không, nhất cử nhất động đều tràn đầy vật lực, đặc biệt khi mở hai mắt, càng có hai đạo hào quang màu vàng kim sáng lóa. Lâm Phàm vung tay, đập vỡ hai đạo kim quang này, sau đó ngửa đầu nhìn tới. Vị lai vô lượng vương Phật, ngươi nghĩ rằng thi triển vương Phật chi thân sẽ trấn áp được ca, hừ, mơ mộng hảo huyền, nhưng bây giờ ca không có thời gian chơi đùa với ngươi, hai vị chủ thần này, ca đây thu rồi. Rầm Hư không chủ thần cùng thâm viên chủ thần nhìn thấy ánh mắt của hắn, nội tâm ngưng lại, bọn họ tự dưng cảm thấy áp lực. Thổ dân, ngươi làm càng. Hai vị chủ thần lạnh lùng quát, bọn họ không tin đối phương có thể giết chết chính mình. Lâm Phàm cười cười. Để ta cho tiểu đệ các ngươi nếm thử cảm giác đau đớn nhất thế gian, âm dương chuyển đổi. Hai vị chủ thần nhìn thấy hắn cười, tâm thần run rẩy, bọn họ cảm giác tình cảnh đã thay đổi, họ giờ đã trở thành con mồi a di đà phật hai vị chủ thần các ngươi mau tránh ra để bản vương phật trấn áp hắn lúc này vị lai vô lượng vương phật lên tiếng phật âm vô tận chấn động thiên địa lâm phàm hất đầu một cái con lừa trọc ta chờ ngươi rất lâu rồi hiện tại cơ hội thế này ngươi chạy không thoát đâu xà phòng lúc này một vật phẩm màu trắng xuất hiện vị lai vô lượng phật đang nghe truyện trên tv audio cv vừa mới chuẩn bị trấn áp hắn nhưng khi nhìn thấy đồ chơi này nhất thời sợ hãi lông tơ dựng đứng cả lên trong lòng ngưng lại nào còn dám ở đây trực tiếp trốn vào hư không 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 có bất kỳ tình huống nào phát sinh một sản phẩm giả lơ lửng trong hư không ha 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 lâm phàm cười lớn con lừa trọc ngươi lại bị lừa hiện tại để ta cố gắng nói chuyện với hai vị chủ thần một chút đi vị lai vô lượng phật đang chạy trốn nghe thấy thế hoàn toàn nổi giận Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hắn không ngờ mình lại bị lừa nữa. Nhưng là thời khắc này, Lâm Phàm đã đã hướng về hai vị chủ thần trấn áp tới. Thâm Nguyên chủ thần và hư không chủ thần nhìn cảnh này, nhất thời giận dữ gầm thét. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Sao lại đột nhiên thu tay? Vị Lai Vô Lượng Vương Phật hết sức vô tội, hắn cũng muốn giết chết người này lắm, nhưng người này luôn lấy xà phòng dọa hắn, cái này không liên quan đến vấn đề có giết hay không mà hắn không muốn giao mệnh nhỏ của mình vào trong tay tiểu tử kia. Hắn không biết xà phòng của tiểu tử này còn có thể thi triển mấy lần, nhưng nhìn tiểu tử này làm càng như vậy, không ý kỵ mình cũng tí nào, nhất định hằng còn vốn liếng, cục xà phòng kia chắc chắn còn dùng được. Bản vương Phật Vị lai vô lượng vương Phật vừa muốn nói gì đó, nhưng bị hình ảnh trước mắt dọa sợ ngây người. Hư không chủ thần đột nhiên kêu thảm, thân thể bị lâm phàm dùng một quyền đánh xuyên, thần hạch bị hắn nắm trong tay ha ha lâm phàm cười lớn đấm ra một quyền ai dám chống đối các chủ thần này tuy rằng lợi hại nhưng mà bây giờ còn tác dụng chó gì lâm phàm nhìn hư không chủ thần thế nào có phải ngươi giờ đang rất sợ hư không chủ thần nhìn lồng ngực mình ở đó cái cửa động cực kỳ trống trải đặc biệt là máu tươi ở đó không ngừng chảy ra sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lâm phàm trả thần hạch cho ta hắn không nghĩ tới mình có kết cục như thế này sao tên thổ dân kia lại mạnh như vậy rõ ràng hắn đã cố gắng phòng thủ nhưng đối phương vẫn xuyên qua được bình phong thần lực của mình một quyền xuyên ngược đồng thời lấy đi thần hạch bọn họ là chủ thần không có thần hạch sẽ trở thành một phế nhân thậm chí sẽ chết mà thân thể cường hãng này cần thần lực tẩm bổ nếu không có thần hạch cung cấp thần lực thân thể chắc chắn sẽ bị mục nát suy yếu lâm phàm biểu môi ngươi đang nằm mơ à cảm nhận được sức mạnh thần hạch trong tay, trên mặt Lâm Phàm nở nụ cười, quả nhiên là thứ tốt, thần lực trong này mênh mông như biển, giờ hư không chủ thần mất đi thần hạch, vậy thì hắn còn năng lực gì? Không. Hư không chủ thần gào thét. Ầm. Uhm. Lâm Phàm hơi dùng lực, thần hạch dần nứt toát thần lực trong đó tản ra ngoài, tỏa trong thiên địa. Lúc trước, hai mắt hư không chủ thần tràn ngập thần quang, nhưng từ từ ảm đạm, dần dần mất đi sinh cơ. Ken, chúc mừng ký chủ giết được hư không chủ thần. Ken, kinh nghiệm tăng cường. Cảm giác giết chủ thần thật sự quá tuyệt vời, đặc biệt là âm thanh nhắc nhở kinh nghiệm càng khiến Lâm Phàm vui vẻ, khoái cảm này không thể dùng lời nói hình dung được. Thâm nguyên chủ thần tình huống thế này, cả người bắt đầu run rẩy, cảm thấy choáng váng. bốn vị chủ thần lúc này chỉ còn mình hắn. Lúc này, nội tâm hắn thật sự sợ hãi, đặc biệt khi đối phương đưa ánh mắt khóa chặt mình, càng khiến hắn thêm sợ hãi, tâm thần cực kỳ cường hãn của hắn vào đúng lúc này bắt đầu run rẩy. Tên thổ dân này không phải người. Thâm viên chủ thần, hiện tại chỉ còn một mình ngươi, à còn cả con lừa trọc kia nữa, nhưng ngươi đừng hy vọng vào hắn, hắn không giúp gì được ngươi đâu. Lâm Phàm cười nói. Thâm viên chủ thần nhìn Lâm Phàm lại đưa ánh mắt nhìn vị lai vô lượng vương Phật, trong mắt lóe lên thần quang, tình huống bây giờ rất ác liệt thực lực thổ dân trước mắt đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, mà hắn cũng không còn nắm chắc phần thắng khi đấu với đối phương nữa. Vị lai vô lượng vương Phật, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu ra tay, mỗi một lần đều trốn trốn tránh, ngươi có biết ngươi đang phản bội chúng ta? Thâm nguyên chủ thần lạnh lùng quát. Vị lai vô lượng vương Phật phát lời thề, tự nhiên không thể chung đường với tên kia được, nhưng mỗi lần đều như vậy, thật khiến hắn không biết làm gì. Bây giờ ba vị chủ thần đã ngã xuống, đây là đã kích cực kỳ nặng nề đối với nguyệt ảnh đại lục. Tuy chủ thần rất cường đại, nhưng con đường trở thành chủ thần lại vô cùng khó khăn, phải trải qua vô số tuế nguyệt mới có thêm một vị. Hiện tại, chết đi ba vị, sau này làm sao xâm lấn vô tận đại lục. Trong lòng vị lai vô lượng vương Phật quán giận, Phật tâm bạo nộ, hắn biết tất cả những thứ này đều do tiểu tử kia làm hại, nhưng hắn còn có biện pháp gì, bảo bối thần bí của tiểu tử kia thật sự quá dọa người, nếu như không phòng bị, thì đến chết cũng không biết mình chết như thế nào đâu. Thâm nguyên chủ thần muốn té lắm rồi, hắn không muốn ở chỗ này chịu chết. Lâm Phàm nhìn thấy thế, nhất thời cười cười. Muốn chạy. Thâm nguyên chủ thần chợt quát một tiếng, một đoàn khí tức vực sâu chợt phát, hư không nứt ra một cái khe giống như miệng thôn thiên cự thú, trong đó đầy rẫy khí tức hủy diệt. Thổ dân, muốn giết bản chủ thần sao, không có cửa đâu. Thâm nguyên chủ thần không muốn ở đây nữa, nếu lưu lại chỉ có một con đường chết hiện tại phải nhanh chóng rời khỏi nơi này trở về nhanh chóng thông báo với những chủ thần khác bên phía vô tận đại lục có một thổ dân vô cùng mạnh mẽ vị lai vô lượng vương phật thì không dựa dẫm được thâm nguyên chủ thần đứng trước vết nứt nhìn vị lai vô lượng vương phật một cái sau khi trở về ta sẽ nói hết chuyện của ngươi với những chủ thần khác ngươi rõ ràng không muốn hợp tác với chúng ta chỉ muốn làm suy yếu thực lực của chúng ta thôi hiện tại hắn có thành kiến rất lớn với vị lai vô lượng vương phật từ khi vừa bắt đầu bọn hắn có quan hệ hợp tác nhưng bây giờ nhiều vị chủ thần đã chết đi đều liên quan tới hắn cho nên vụ làm ăn này không cần nghĩ lại nữa vị lai vô lượng vương phật rối rắm thâm nguyên chủ thần ngươi không nên như vậy thâm nguyên chủ thần hét lên không nên vậy nên làm gì tuy ngươi không cùng đường với thổ dân này nhưng ngươi cũng không có lòng tốt ngươi nghĩ rằng chủ thần chúng ta sẽ tin ngươi nữa. Chờ sau khi ta rời đi, ngươi cũng sẽ giống như thổ dân này, đều là kẻ địch của chủ thần chúng ta. Lâm Phàm cười nói. Thâm viên chủ thần ngươi đi mau lên, lần này ta sẽ thả ngươi rời khỏi, nhớ kỹ, con lừa trọc này không phải hạng người tốt lành gì, các ngươi hợp tác với chính là muốn chết, hắn ngay cả sư môn của mình mà hắn còn tiêu diệt, nói chi việc thật tâm hợp tác với các ngươi. Vị lai vô lượng vương Phật trấn áp toàn bộ thái thượng lão tổ của Thiện Ác Phật Tông, mặc dù bọn họ đều là vãn bối của hắn, cùng một đạo chính thống, vậy mà hắn vẫn không hề lưu thủ ra tay trấn áp tất cả, tất cả những đệ tử Phật môn phản kháng đều bị giết. Đây chính là bá quyền. Thâm Nguyên chủ thần nhìn Lâm Phàm. "Thổ dân, các ngươi chờ đó cho ta." Lúc này, vị lai vô lượng vương Phật hơi nhắm mắt, sau đó mở hai mắt ra. "Không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành như vậy." nếu đã thế ngươi cũng không cần rời đi đâu ầm ầm vạn trượng phật quan bao phủ thiên địa phật thủ màu vàng che kín bầu trời bao phủ lại miệng vực sâu dưới phật thủ vực sâu chấn động không ngừng nứt toát cắt đứt đường đi của thâm quyên chủ thần ngươi muốn làm gì thâm quyên chủ thần rống giận hắn không nghĩ đến vương phật lại dám động thủ vị lai vô lượng vương phật chấp hai tay lại a di đà phật lâm phàm thấy cảnh này nhất thời cười lớn bước lên một bước xuất ra một chưởng thâm nguyên chủ thần hôm nay coi như ngươi may mắn đi nhanh lên ông đây giúp ngươi cản hắn lại ầm phật quan rung động vị lai vô lượng vương phật thấy cảnh này trong lòng giận dữ tiểu tử đừng quản việc không đâu thâm nguyên chủ thần nhìn lâm phàm đa tạ hắn không ngờ tiểu tử này lại giúp mình sau đó nhanh chóng xoay người lập tức rời đi nhưng trong khoảnh khắc đó phù một tiếng thâm nguyên chủ thần ngẩn ngơ không biết từ khi nào một chiếc chủy thủ đã cắm vào bên hông hắn ngươi lâm phàm lắc đầu bất đắc dĩ nhớ kỹ đừng bao giờ đưa lưng của ngươi giao cho kẻ địch thâm nguyên chủ thần chấm 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 thâm nguyên chủ thần mở miệng nói ngươi thật hèn hạ phốc phốc vẻ mặt lâm phàm hờ hững trong mắt không có chút rung động, nhàn nhạt trả lời. Đáng tiếc, ngươi biết quá muộn rồi. Phốc phốc. Một đao. Hai đao. Thâm viên chủ thần không nghĩ tới mình sẽ chết oan uổng như thế, hắn là chủ thần khống chế một phương, nhưng lại chết bi ai trước mặt thổ dân này, ngay cả thủ đoạn cũng không chưa thi triển ra, nếu như ông trời cho hắn thêm một cơ hội, hắn thề, cho dù chết trận, cũng không muốn chết uất ức thế này. Không cam lòng cảm giác cực kỳ không cam lòng từ người hắn bạo phát. Lâm Phàm Thu giao găm, nhẹ nhàng đẩy thi thể Thâm Nguyên Chủ Thần, nhưng kinh ngạc khi thấy thi thể của hắn vẫn bất động như cũ. Ken, chúc mừng ký chủ đã giết được Thâm Nguyên Chủ Thần. Ken, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường. Âm thanh hệ thống truyền đến, trong lòng Lâm Phàm cực kỳ vui vẻ, nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao thi thể Thâm Nguyên Chủ Thần vẫn không nhúc nhích, lại còn nặng như núi nữa chứ. Ầm nhưng lúc này lâm phạm phát hiện khí tức cường hãn từ trên người thâm nguyên chủ thần bạo phát một đạo thần lực xông thẳng thiên địa luồng khí tức này xung kích với hư không nghịch lưu hình thành kiếp vân âm thanh từ bên thân thể thâm nguyên chủ thần phát ra thâm nguyên chủ thần ta không cam lòng ta không cam lòng vị lai vô lượng vương phật hơi nhướng mày hắn không ngờ tiểu tử này quá âm hiểm càng không nghĩ tới oán niệm thâm nguyên chủ thần lớn như vậy cho dù chết vẫn có thể ngưng tụ thần lực thành một sợi oán niệm ngao du bên trong thiên địa lâm phàm kinh ngạc hắn nhìn ra đây là oán niệm của thâm viên chủ thần không ngờ một tên chủ thần lại lại có thể ngưng luyện ra tình huống như thế lâm phàm biết khi cường giả có điều gì đó không cam lòng chuyển hóa thành oán niệm ý không có thực thể cũng không có linh hồn càng không có linh trí giống như thiên địa cô hồn phiêu đảng trong đất trời ta không cam lòng ta không cam lòng Lâm Phàm biểu môi, gặp ca rồi thì không cam cũng phải cam. Lâm Phàm hút một hơi nuốt luôn tiêu oán niệm kia vào bụng. Ken, hấp thu mặt trái ý chí, hệ thống trấn áp. Ken, lĩnh ngộ lực lượng vực sâu. Lâm Phàm hơi kinh ngạc, trong cơ thể lại xuất hiện một viên thần thạch nho nhỏ đang lơ lửng. Vị lai vô lượng vương Phật nhìn thấy Lâm Phàm nuốt luôn oán niệm của thâm nguyên chủ thần vào bụng, nhất thời cười lên, người bình thường nếu làm thế tuyệt đối sẽ bị oán niệm cuồng bạo ảnh hưởng, chỉ cần chờ tiểu tử này luyện hóa oán niệm kia cũng là lúc mình động thủ nhưng hắn lại thấy tiểu tử kia thật giống như không có chút biến hóa nào tựa như không bị oán niệm cảm hóa lâm phàm đưa ánh mắt nhìn về vị lai vô lượng vương phật con lừa trọc hiện tại chỉ còn ta và ngươi ngươi nói xem ta phải làm gì đối với ngươi đây vị lai vô lượng vương phật xem thường hờ lạnh chỉ bằng ngươi lâm phàm cười khẽ không thử một lần thì ai biết được. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, thực lực ca đây ngày càng cường hãn hơn sao? Nghe Lâm Phàm nói, vị lai vô lượng vương Phật sững sờ, sắc mặt hắn hơi biến hóa, hắn phát hiện thực lực tiểu tử này thật giống như mạnh hơn vừa rồi một phần. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nhưng lúc vị lai vô lượng vương Phật đang kinh ngạc, Lâm Phàm chợt động, bay thẳng đến chỗ hắn. Hiện giờ, Lâm Phàm cảm giác mình có thể liều mạng với con lừa trọc kia, còn kết quả cuối cùng, vậy phải nhìn vận khí bản thân thôi. Tình huống bây giờ chia 5 năm, nhưng Lâm Phàm biết, phần thắng của hắn lớn hơn một chút, vì tên trọc vẫn một mực cảnh giác chính mình. Thứ hỗn trướng Vị lai vô lượng vương Phật không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành thế này, lần trước liên thủ với quang minh thần giết hắn, cuối cùng quang minh chủ thần bị giết, còn hắn chạy thoát được, còn có lần trước, có gần 30 chủ thần, đến cuối vẫn để đối phương trốn thoát, khiến hắn nhục nhã vô cùng cho tới lần này càng khiến hắn tức muốn ngất cùng bốn vị chủ thần đi vây giết tên tiểu tử này cuối cùng bốn tên kia toàn bộ bị giết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào hắn không nghĩ ra nổi vương phật vị lai vô lượng vương phật không nhượng bộ phật quyền rung trời từ trên trời giáng xuống lấy vô thượng phật lực trấn áp tất cả thế gian lâm phàm cười ha ha có chút năng lực mà cũng dám liều mạng với ta ngươi không sợ xà phòng của ông đây hừ Vị lai vô lượng vương Phật trên một tiếng, hắn cảm thấy mình bị tiểu tử này dọa quá nhiều lần, bây giờ nghĩ lại thật sự quá xấu hổ. Ầm. Uhm. Sức mạnh vô tận bộc phát ra, nếu như lúc trước, Lâm Phàm thật không dám liều mạng với vị lai vô lượng vương Phật, nhưng bây giờ không giống như trước, thực lực bản thân đã cường đại hơn, không cần quá ý kỵ hắn. Lâm Phàm cười lạnh. Con lừa trọc, ngươi bây giờ sắp không xong rồi, yên tâm, không bao lâu nữa, ngươi sẽ chết trong tay lão tử trong lòng vị lai vô lượng vương phật kinh sợ tốc độ gia tăng thực lực của tiểu tử này quả thực đáng sợ nếu như cho hắn thêm một ít thời gian nữa sợ sẽ như hắn nói mình không còn là đối thủ của hắn nữa điều này không có khả năng bởi vì mình là vị lai vô lượng vương phật sắp chạm tay vào thiên quân đại đạo phật chứng nhận không thể thua tên tiểu tử này lâm phàm đấm ra một quyền sức mạnh nối liền trời đất mà sức phòng ngự vương phật kim thân của vị lai vô lượng vương phật cực cao mà vị lai vô lượng vương phật cũng đang liều mạng với lâm phàm bánh răng tương lai quấn quanh trên người bùng nổ một đạo phật quan đánh về phía hắn đây là sức mạnh tương lai chưởng khống vị lai phật lực của hắn trong trận chiến này cả thế giới gần như tan vỡ vị lai vô lượng vương phật tạm thời không cách nào bắt được lâm phàm sau đó cắn răng hắn biết lần này mình không giết được tiểu tử này nữa sau đó trốn vào hư không tiểu tử ngươi chờ đó cho ta lâm phàm thấy vị lai vô lượng vương phật muốn chạy hắn đâu dễ dàng buông tha như vậy sau đó cũng cố gắng đuổi theo chờ em gái ngươi hôm nay quyết một trận tử chiến đi ngươi không chết thì ta lìa đời chạy làm méo gì trở về đây vị lai vô lượng vương phật quay đầu không ngờ mình cũng có một ngày như vậy tiểu tử này bám dai như đĩa không muốn cho mình rời đi đáng ghét thật sự quá đáng chết ngươi muốn chết vị lai vô lượng vương phật trống giận Lâm Phạm cười ha ha. Ai chết trước còn chưa biết đâu, nhưng mời ngươi dừng lại đã, chúng ta hảo hảo nói chuyện một chút. Vị Lai vô lượng vương Phật không dừng lại, hắn không muốn lãng phí thời gian, hắn có cảm giác mình nên nhanh chóng hoàn thành kế hoạch. Tình huống bây giờ đã vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Chỉ khi được Thiên quân chi đạo chứng nhận mới là kết cục cuối cùng. Đến lúc đó, trong trời đất này còn có ai là đối thủ của hắn? Khi đó Hắn sẽ nghiền ép tên tiểu tử này như giết một con kiến. Nhưng hiện tại, ngừng em gái ngươi. Ngươi đuổi ta chạy, đây là ý nghĩ hiện giờ của vị Lai vô lượng vương Phật, hắn không muốn chơi đùa với Lâm phàm nữa, mà hắn không biết vì sao, trong lòng mình đang rất hoảng loạn, thật giống như sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Tà môn, thật sự quá tà môn. Vị Lai vô lượng vương Phật quá. Tiểu tử ngươi chớ làm càng quá mức chẳng lẽ ngươi muốn đuổi theo ta đến chân trời góc biển? Lâm Phàm vẫn theo sau lưng vị lai vô lượng vương Phật. Ngươi làm cái quái gì vậy? Mau dừng lại nói chuyện với ta, chúng ta hảo hảo nói chuyện một chút, ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm sẽ không bẫy ngươi. Cúc con mẹ ngươi đi. Vị lai vô lượng vương Phật tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lâm Phàm nếu như tin tưởng tiểu tử này, thì hắn sẽ giống như thâm biên chủ thần, đến chết cũng không cam lòng. Cái tên thâm viên chủ thần nào dám tin thằng ông nội này, nếu ai tin tưởng tiểu tử này, sẽ rất bi thảm, tên kia thật không phải là người, coi như ma đầu cũng không nham hiểm như hắn. Đệ tử thiên địa tông làm việc so với ma đầu còn muốn ma đầu hơn, đê mờ nó chứ. Nói không giữ lời, hèn hạ vô sĩ, ngay cả bảo bối trên người cũng âm hiểm như chủ nhân của nó, đã từng có một bản xếp hạng, tên là thập đại ma đầu, ngay cả 10 tên ma đầu trên bản kia gộp lại cũng không đê tiện bằng tiểu tử này không phải hắn sợ tiểu tử kia mà giờ hắn cảm thấy không cần thiết cùng hắn hao tổn vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm mà hắn cũng biết được lấy tình huống bây giờ của mình tuyệt đối không thể giết được tiểu tử kia chỉ có thể chờ mình lấy được thiên quân chi đạo mới có thể giết hắn còn hiện tại thì không được lâm phàm có chút bất đắc dĩ hiện tại hắn đang tràn đầy chiến ý con lừa trọc ngươi khiến ta quá thất vọng rồi trước đây ta thấy ngươi chỉ có chạy trốn khiến cho ngươi sốt ruột hiện tại lão tử muốn đối đầu với ngươi, ngươi lại chạy trốn, ngươi có thể đừng như vậy không, chúng ta đứng lại đại chiến 300 hiệp. Vị lai vô lượng vương Phật quay đầu nhìn Lâm Phàm một chút, bàn tay vừa nhất, một đạo Phật quan đâm thủng hư không, làm Lâm Phàm sững sờ, nhanh chóng né qua một bên. Con mẹ nó, quá nham hiểm đi, còn đột nhiên đánh lén, có gan thì đứng lại cho ta. Lâm Phàm không nghĩ tới con lừa trọc lại bị ổi như thế, lúc mới bắt đầu, Hắn còn nghĩ đối phương nhất định sẽ đánh với mình một trận, nhưng giờ hắn mới phát hiện, tất cả đều do hắn nghĩ quá nhiều, con lừa trọc này không có ý đánh với mình. Hiện giờ, mình đã thi triển tốc độ nhanh nhất, nhưng hắn giống như uống thuốc kích thích, tốc độ còn nhanh hơn mình, căn bản không thể đuổi kịp. Lâm Phàm đột nhiên đạp xuống, hư không nổ tung, ngón tay hắn nhấc lên, kiếm ý ngang dọc, phiêu đãng xuất hiện, đánh về phía vị lai vô lượng vương Phật. Vạn ngàn kiếm ý cắt trời hư không. Từng âm thanh phá không mà đi. Ngưng. Phi Thiên. Kiếm ý bạo, Phi Thiên xoay tròn xuất hiện rồi dung hợp với kiếm ý. Vị lai vô lượng vương Phật quay đầu lại nhìn, không biết tiểu tử kia muốn làm gì, cũng không biết bên trong tay này rốt cuộc là thứ gì mới, nhưng vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt đẹp gì. Không phải ngươi muốn chạy sao? Hôm nay, lão tử dùng Phi Thiên chọc nát cái mông đít của ngươi. Vù vù. Phi Thiên cấp tốc xoay tròn Nhờ được kiếm ý gia trì trực tiếp phá không mà đi, lực xuyên thấu cường đại làm hư không vặn vẹo, thanh âm phát ra nặng nề. Vị lai vô lượng vương Phật cảm giác tiểu tử này bị bệnh nặng lắm rồi, hắn còn muốn đuổi theo mình đến lúc nào nữa. Nhưng lúc này, hắn phát hiện hư không sau lưng có biến hóa, thật giống như có vật gì đang chăm chú nhắm vào vị trí nào đó trên người mình, cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái, khi quay đầu lại nhất thời biến sắc, hắn nhanh chóng vung tay áo một cái bánh răng tương lai bay ra chống lại phi thiên. Âm thanh va chạm kịch liệt bạo phát, vị lai vô lượng vương vật nhíu mày, không ngờ tiểu tử kia còn có năng lực này, quả thực làm người ta kinh hãi. Lâm Phàm thấy phi thiên không có tác dụng, cũng chửi ầm lên. Con lừa trọc, ngươi chạy làm cái quái gì, ta cho ngươi biết, hôm nay lão tử nhắm ngươi rồi, mặc kệ ngươi chạy tới đâu, ta cũng theo ngươi gắt gao, trừ phi ngươi chạy trốn cả đời. Ngươi, đề mờ tên điên này. Vị lai vô lượng vương Phật nổi giận, hắn không nghĩ tới tiểu tử này khó chơi như thế. Tốt, nếu ngươi thích trò này, vậy cũng được thôi, bản vương Phật muốn xem xem ngươi có thể đuổi theo ta tới khi nào. Nếu thích chơi trò cút bắt thì cứ chơi, xem ai có thể chống đỡ đến cùng. Hừ. So bền bỉ. Tiểu tử này có thể so với mình sao? Trước khi bản vương Phật vẫn chưa trở thành vương Phật, mỗi ngày đều phải khổ luyện, ngồi trên hoang mang chi sơn mấy năm lĩnh ngộ phật tâm hiện tại tiểu tử này muốn so với mình vậy thì cứ tới đi lâm phàm không nghĩ đối phương làm càng như thế dám khiêu khích chính mình vốn dĩ hắn đang tính nếu không đuổi kịp sẽ để tên đó đi nhưng giờ con lừa trọc này lại trào phúng mình cái này không thể nhịn tốt tốt ngươi trâu bò vậy chúng ta sau so một lần một ngày trôi qua hai bóng người hoạch phá thiên địa xuyên qua thiên nam địa bắc hai ngày ba ngày trong lòng vị lai vô lượng vương phật có chút nóng nảy nhưng vẫn khá tốt hắn còn có thể nhịn được hắn không tin tiểu tử này còn có thể đuổi hoài một tháng sau vị lai vô lượng vương phật sắp điên mất sau đó hung tợn nhìn chầm chầm lâm phàm hắn không nghĩ tiểu tử này lại biến thái như vậy lại theo đuôi mình một tháng trời trong đoạn thời gian này hắn chưa từng ngừng một hơi thở mà đối phương cũng không ngừng lại cứ như vậy theo sau mình thật không dám tưởng tượng được Lâm Phàm hét lớn. Con lừa trọc, ngươi dừng lại ngay cho ta, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Vị lai vô lượng vương Phật giận thiệt rồi, tiểu tử này dám đuổi theo mình ròng rã một tháng. a, à. Vị lai vô lượng vương Phật nổi giận, sau đó dừng lại. Ngươi muốn chết. Phật đạo vô biên, thiên địa Phật quan. Vị lai vô lượng vương Phật hét lớn, Phật quang nổi lên bốn phía, che đậy thiên địa, bao phủ lâm phàm, bên trong Phật quang vô tận, tràn ngập sức mạnh vô địch, đặc biệt là lực lượng Phật quan che khuất bầu trời càng vô cùng vô tận, nếu người bình thường thấy cảnh này chắc sẽ bị hù chết. Nhưng đối với Lâm Phàm, tình huống hiện tại thật sự quá tốt. Con lừa trọc, trâu bò nha, đáng nhẽ ra phải cùng ta liều mạng chứ, luôn chạy trốn hà, thật không có ý nghĩa. Lâm Phàm mừng rỡ, đối mặt tiên thuật thần thông của tên trọc, Lâm Nguy không loạn, chân đạp thiên địa, một tay tạo thành đao, bổ tới làn sóng Phật quan. Ta bổ, trong tích tắc cả vùng không gian đều là kiếm ý ngang dọc đánh phật quan thành mảnh vỡ rồi bay thẳng đến chỗ vị lai vô lượng vương phật chúng ta cận chiến ầm uhm. lâm phàm xuất một quyền về phía vị lai vô lượng vương phật mà vị lai vô lượng vương phật bị lâm phàm đuổi suốt một tháng cũng nổi giận hoàn toàn ta lấy mạng ngươi phật trưởng kéo ra một trưởng đập xuống phật lực vô tận bao phủ thiên địa đụng vào nắm đấm của lâm phàm nhất thời tạo ra tiếng nổ thật to lực lượng bạo phát khiến thiên địa đều chấn động ha ha thật thoải mái lâm phàm cười lớn bàn tay lật một cái nắm lấy cánh tay của vị lai vô lượng vương phật kha kha lâm phàm chợt lộ ra nụ cười âm hiểm mà vị lai vô lượng vương phật nhìn thấy nụ cười này sắc mặt nhất thời hơi đổi hắn phát hiện hình như có gì đó không ổn lâm phàm lộ ra nụ cười âm hiểm cơ hội của mình rốt cục đã tới thiên địa dung lô lâm phàm nắm vị lai vô lượng vương phật kéo hắn vào trong thiên địa dung lô soạt lâm phàm nhanh chóng biến mất nhưng khi hắn thấy rõ cái đồ trong tay nhất thời sững sờ cái quái gì đây làm sao chỉ còn lại một cánh tay con lừa trọc đi nơi nào rồi khi lâm phàm từ thiên địa dung lô đi ra vị lai vô lượng vương phật mất đi một cánh tay đang trốn vào hư không hung ác quát lớn tiểu tử ngươi chờ ta chờ giờ khắc này vị lai vô lượng vương phật sắp điên mất rồi hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại hèn hạ vô sĩ như vậy vốn cho là hắn chỉ có một bảo bối có thể đối phó chính mình lại không nghĩ tới bây giờ vẫn còn có một cái khác khi hắn thấy tiểu tử này bắt tay mình đã cảm thấy không ổn rồi giống như mình bị lừa hắn không do dự tự đoạn một tay bây giờ hắn xem như hiểu tất cả những thứ mình làm đều rất đúng nếu như không tự đoạn cánh tay mình đã cùng tiểu tử kia tiến nhập lò luyện thần bí kia rồi hiện tại Hắn cũng không biết nên nói cái gì, trong mắt hắn trước đây, tên tiểu tử kia giống như phế vật, mà hiện giờ hắn đã trưởng thành đến mức độ này rồi. Lâm Phàm nhìn hư không, biểu môi, không ngờ con lừa trọc lại chạy mất, thực sự quá cảnh giác, một cơ hội nhỏ cũng không cho mình. Lâm Phàm giờ phát hiện trong lòng bàn tay này có chút động tĩnh. Ồ. Lâm Phàm kinh dị đánh giá. Thí chủ. Nhưng lúc này, một thanh âm xuất hiện trong tai Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn kỹ, hóa ra trong lòng bàn tay Vi Lai vô lượng vương Phật đang trấn áp 10 tên trọc khác. Các ngươi là ai? Lâm Phàm hỏi, hắn không nghĩ đến trong bàn tay vị Lai vô lượng vương Phật có đồ chơi này. Chào thí chủ ngươi, nhóm bần tăng chính là thái thượng lão tổ của thiện ác Phật Tông, đang bị vị Lai vô lượng vương Phật trấn áp ở đây. Một con lừa trọc trong đó lên tiếng. Lâm Phàm cẩn thận nhìn. Ngươi nói như thế nào thì như thế vậy, dù sao ta cũng không biết gì hết thí chủ hoài nghi chuyện này là lẽ đương nhiên nghe nói thí chủ là đệ tử thiên địa tông nếu như có thể phiền thí chủ mang chúng ta trở lại thiên địa tông lão tổ canh dương thiên của quý tông tự nhiên biết rõ lâm phàm gật đầu được vậy mang bọn ngươi trở lại sau khi bỏ phật thủ vào túi trữ vật hắn suy nghĩ đến chuyện vị lai vô lượng vương phật trấn áp những đám lừa trọc này nhưng bản thân không biết bọn hắn đã như vậy mang về tông môn đi nhìn xem đây có phải sự thật hay không nếu như không phải khi đó hắn sẽ thu gọn sạch sẽ hắn trốn vào hư không chạy về tông môn vị lai vô lượng vương phật từ hư không đi ra hắn đột nhiên phát hiện vấn đề hình như trong cánh tay mình chặt có trấn áp mấy tên hậu bối của thiện ác phật tông a à. vị lai vô lượng vương phật gào to lên đây không phải hình như mà chính xác trăm phần trăm nha trong cánh tay mình tự chặt đứt có phong ấn những tên kia mà những tên kia có thể là một phần trong kế hoạch của mình, bây giờ thất lạc, mình nên làm thế nào cho phải đây? Đáng ghét, thật sự quá đáng ghét, sau này nhất định phải giết chết tiểu tử kia, nếu không khó mà xả được cơn hận trong lòng. Ai, đi ra. Đúng lúc này, vị Lai vô lượng vương Phật cảm ứng được một đạo khí tức thần bí trong hư không. Vị Lai vô lượng vương Phật đã lâu không gặp, không nghĩ tới hôm nay ngươi lại thê thảm như vậy. Một đoàn khói đen tràn ngập hư không sau đó dần ngưng tụ thành thực thể một bộ áo bào đen bao phủ không thấy rõ diện mạo vị lai vô lượng vương phật nhìn người nọ nhất thời nhướng mày giọng nói lộ vẻ không dám tin tưởng là ngươi đúng vậy người áo đen trầm giọng nói âm thanh khàn khàn nếu như không dùng hai mắt nhìn căn bản không cảm giác được khí tức của hắn ngươi muốn làm gì vị lai vô lượng vương phật cảnh giác nhìn hắn không có bất kỳ chủ quan nào bây giờ thất lạc những tên kia tuy rằng đáng tiếc nhưng cũng không sao sau đó vật lực phun trào cánh tay bị mất khôi phục lại như cũ nhưng cũng không phải cánh tay trước kia có phải ngươi đang nghĩ đến lai lịch của tiểu tử kia không ta có thể nói cho ngươi biết người áo đen nói ngươi sẽ tốt bụng như vậy sao vị lai vô lượng vương phật cười lạnh người áo đen không tiếp lời hắn trực tiếp mở miệng theo ta được biết hắn hẳn là tân phong thiên quân chuyển thế không thể nào chuyển thế cần phải có thiên quân bản nguyên năm đó tân phong thiên quân ngã xuống bản nguyên đã sớm tiêu tan ngươi đừng có mà ở chỗ này gạt ta vị lai vô lượng vương phật hoảng sợ nói người áo đen cười đáp tin hay không tùy ngươi năm đó thiên quân bản nguyên xác thực bị phá nát nhưng ngươi không biết tân phong thiên quân đã sớm dự liệu được điều này bởi vì sợ các ngươi sẽ tranh cướp thiên quân bản nguyên của hắn cho nên tạo ra hiện trường giả mà thôi, không nghĩ các ngươi thật bị lừa vài chục vạn năm, thực sự rất đáng thương. Vị lai vô lượng vương Phật nghĩ đến thiên địa chân kinh, sau đó nhìn người áo đen. Ngươi nói những thứ này cho ta biết, đến cùng muốn làm gì? Người áo đen cười lạnh nói. Ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác, ta giúp ngươi trở thành thiên quân. Vị lai vô lượng vương Phật kinh thường nói. Chỉ bằng ngươi. Người áo đen cười ha ha, có ngữ khí hoàn toàn âm trầm xuống thế gian này ngoại trừ tân phong thiên quân không có ai hiểu thiên quân chi đạo hơn ta cho dù có người đi chăng nữa nực cười bản vương phật há lại bị dâm ba câu của ngươi dọa dẫm chẳng lẽ ngay cả văn đạo thiên quân cũng không bằng ngươi vị lai vô lượng vương phật cười lạnh người áo đen không nói gì sau đó cởi mặt nạ và áo bào đen ra vị lai vô lượng vương phật nhìn thấy khuôn mặt kia ngây ngẩn cả người sau đó hít sâu một hơi chỉ cần ngươi giúp ta lấy được thiên quân chi đạo mặc kệ chuyện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi nhưng ta hoài nghi những lời ngươi nói là giả bởi vì tiểu tử kia nham hiểm như vậy ngay cả bảo bối cũng đều rất âm hiểm nếu như hắn là tân phong thiên quân chuyển thế tuyệt đối sẽ không như vậy người áo đen sững sờ sau đó hờ hững tất cả những thứ này đều giả bởi vì hắn sợ bị các ngươi nhận ra vị lai vô lượng vương phật hoài nghi là giả sao chuyện này giả cũng quá nhiều đi nhưng bây giờ hắn không nghĩ được nhiều như thế chỉ cần lấy được thiên quân chi đạo hắn có thể vứt bỏ tất cả thiên địa tông lâm phàm truy sát vị lai vô lượng vương phật thời gian dài như vậy cũng hơi mệt một chút nhưng mà lần này thu hoạch thật sự rất phong phú sau khi giết các chủ thần nguyệt ảnh đại lục náo loạn tổn thất nặng nề nếu như mình lại giết thêm mấy lần nữa lúc đó còn không lên trời sao hắn nhanh chóng tiến nhập cấm địa tông môn lão tổ ngươi mau ra đây nhìn xem mấy con lừa trọc này là ai lâm phàm lấy cánh tay vị lai vô lượng vương phật ra hắn phải hỏi rõ ràng chỉ cần lão tổ nói một câu không quen biết hắn lập tức ném bọn chúng vào bên trong thiên địa dung lô ngay chính cường giả tiên vương cảnh một tên tiên tôn cảnh quả thật không tệ nói không chừng thực lực của tự thân có thể tăng lên một đoạn lớn nha nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha